Tôi nói này mấy ông, độ má cái trận này mà thằng này thằng DOT nó uốn năng là trận này thằng DOT nó hay nè. Độ mấy ông coi này, thanh niên này chơi chơi con Sam không bút tóc hay sao, không bút tóc không, không chơi bút tóc nè mấy ông coi này nha. Đó thằng này chơi Sam nha này, mấy ông coi không có bút tóc DOT đốt nè. Đây nè mấy ông coi, thằng không có DOT, không có Buri nha. Mấy ông coi này, thằng DOT nó uốn nè nè, mấy ông cô DOT đốt là ngang được chiến nha, 220 triệu chiến nha. Cũng mấy trận này hay, mấy trận này hay khiếp đó. Phải ngồi coi mấy trận như gì nữa mới đã mấy anh em, không kể tôi thức đêm cũng được, ngồi coi mấy trận này mới đã rồi. Này còn tạt con vô đam luôn, trời má móng nó rút liên tục luôn, trời đủ chết sạch luôn rồi, chết tới xuống bên kia luôn rồi, chết luôn tới xuống bên kia luôn rồi, chết tới xuống. Ừ. Bóp cho bóp rồi, tạt cái nữa chết luôn tới xuống bên kia rồi, rồi ôm chạy luôn rồi, đi bụi. Ông này thì đi combo Sam với Tetsu không bút tóc. Cái gì Sam chiếm 21 triệu nước à, chiếm được rồi. Đừng tên nó rút rồi, tôi để ý máu mà nhưng tôi tập trung nha, tôi không có đọc chat nha. Tôi coi nha, tôi tập trung tôi coi nha. Tôi tập trung tôi coi nó rút ra nha. 15 6 11. Cứ một lần DOT, cứ một lần DOT là hai mất hai thanh máu xám anh em. Con Sam chết luôn. Má con cái này đéo thể nào tập trung được luôn. Tôi dòm vô máu con kinh. Con Sam hồi nãy là 11 thanh máu, 11 thanh máu xám. Tôi tập trung tôi dòm vô con kinh với lại con Boros, là con này là nãy là 6 bây giờ còn 2. Con này 15 giờ còn 10 độ mới dòm với con Sam, thấy con Sam hết miệng con Sam. Má vãi cước thiệt luôn, tôi tập trung tôi dòm hai con quỷ này thì hai con quỷ này nó sẽ trâu nhất. Tôi dòm vô hai con trâu độ mới dòm lấy cái con Sam chết mẹ rồi, nên là nó đổ đéo hiểu là Sam chết luôn rồi. Chuyện lực cái nữa chết rồi. Ồ vãi cước thiệt. Trộn tới xung kia bên đây tạt 400 mấy chục triệu. Ôi má. Ôi chú tể quay bu không mấy ông nội ơi. Ôi má. Con Sam nó chiếm như con Tatsumaki boost lên gần 450 mấy triệu luôn, độ kinh vãi à. Nè bóp nè, thấy con Sam nó boost, trời ơi má. Con Sam nó boost cái giảm nó debuff, nó giảm cái vùng giảm miễn thương chú con Tatsumaki bóp một lần 400 300. Đù má nó. Má meta bây giờ nó loạn quá ta, mấy cái nó hiệu quả nha, đéo thế nào cãi được nha. Nó hiệu quả nha, con Sam với lại đi con Tatsumaki nó hiệu quả nha. Đéo thế nào cãi được mấy anh em, nó hiệu quả quá mấy anh em. Sáu con dính sụp đổ nha. Chết Sam. Đam DOT đéo hiện. Con Sam đang là 6 chấm máu. 6 chấm máu hay sao, 6 chấm hay là bao nhiêu chấm á. Con phu tạt một phát con Sam chết luôn. Trường lực nha mấy em coi nha, trường lực chết luôn nha. Má vãi cứt thiệt. Má đúng chịu khó ngồi coi mấy trận như gì mới hay, mấy em coi mấy trận như gì mới đáng coi nè. Mình bỏ thời gian ra mình ngồi mình coi mấy trận như gì mới hay nè mấy em. Mày đã mấy cứt. Chưa lượt một mà bên đây chết một con rồi. Mới lượt một thôi nha mấy anh em, mới có một lượt duy nhất thôi đó. Mày... kinh vãi. Hay quá mấy cái này, nó vận hành người ta hay. Trộn chạy nó gõ 600.
đâu có yếu đâu, hai bên 49-50 mấy anh em ơi. Trận này hai thằng nhân lực chiến mà, hai thằng đều 220 triệu lực chiến mà mấy anh. À, lại Bui ôm tiếp con trời, hay Bui ôm hay quá, Bui biết lựa con ôm quá. Bui biết lựa con ôm mấy cứ ôm ngang chày rồi, hay thiệt. Nè, con máu nó rút nha, không con máu nó rút nè, không có rút rút mà nè, đó 4 nè, 46 nha, 45 nha, 3 nè, nó lướt xong cái này. Má cái con Boros này nó cay vãi lồn luôn, nó đéo hiện đam đủ mấy con kinh đen 4, con kinh đen 4 thanh máu xám. Mà con kinh là chất tướng nó chất tăng nha. Từ 4 về 0. Từ 4 về 0, con Sam từ 11 về 0. Con Boros còn bao nhiêu? Nếu coi con Boros nó còn bao nhiêu nha. Con Boros từ 6 về 3 đây nè, mấy anh coi nè. Má cái đam mà què nó ảo thiệt chứ. Đủ. Chịu 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 chịu, đụng quấn thằng này, nó quấn ghê lắm mấy ông. Đều tên này quá hay quá, mấy trận này quá hay. Ảo á, tại vì nó không hiện đam mấy em hiểu không, nó không có hiện đam, mình không có coi được nó gây bao nhiêu sát thương. Mà cứ thấy máu nó tục không mà, máu xám nó không có hiện đam. Cây gì đó, mình thấy máu nó tục không mà, là mấy con nè. Đó. Tu lại gắt. Mấy ông tu lại coi máu con điên bóng gắt, tu lại 2 giây thôi, 2 giây. Con điên bóng vừa mới 5 thanh máu xám. Con phu kia nó kích nổ phát rồi, mất trắng máu. Tu lại, mấy ông tu lại đi. Một phát thôi, con điên bóng 5 chém máu, mấy ông tu lại mấy ông coi đi. Ôi ơi, đổ quýnh như chích mẹ người tao rồi. Ngang một chiến nha, hai thằng quỷ ngang một chiến nha mấy ông. Trời đều tên rút kìa, trời 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 trời. Đây rút kìa con chày nè, rút kìa con chày nè. Đây con chày 18 nè. 18 nè. À 18, coi nó rút con chày nè, còn mình con chày nè. Rồi hết hồ thể nè. Đây coi lên con chày dễ nhất nè, coi lên con chày là dễ nhất nè mấy nè. Một lần nổ là 4 thanh máu xám nha, một lần nổ là 4 thanh máu xám nha, 14 nè. Hồi nãy là 18, bây giờ còn 14 nè. Để ý nha, 14 coi thử còn bao nhiêu nha, 14 nè. 14 nè. Mười ba nè. Đó xong một cái nó tài tiếp nè. 13 nè. Mười. Ôi má, một đốt lên 10 rồi, 10 rồi, rút rồi, 10 rồi, một lần 3 thanh 9 à, 9 luôn, 8. Cứ một lần rút là 2 thanh, cứ một lần rút là 2 thanh, đéo nói nhiều. 8 nè, 7 nè, cứ một lần rút là một thanh hai thanh luôn. Nè, đây tới xung kỹ tạc nè. 7 nè. Con phu kích nổ nè. 6 nè. Cứ một lần rút là một thanh, một lần rút là một thanh, một lần rút là một thanh luôn. Đậu. Mấy ông chơi DOT như gì là chích con đĩ mẹ người ta rồi. Không, em thấy ông châu đến đâu mà DOT vô gặp DOT gì cũng nằm mà. DOT này DOT xuyên luôn, kinh luôn. Đêm ngồi con mấy trận gì rồi mấy con tỉnh luôn á, tôi ngồi tôi con tôi tỉnh luôn, tôi phải tập trung tôi coi luôn á. Who you
tại vì mấy thằng mạnh đó, nó gặp nhau rồi mấy vòng bảng rồi, nó đá nhau rồi mấy vòng bảng rồi. Hai một rồi chết rồi, mấy lượt nữa chết rồi, hai lượt phạt nữa này. DOT mà nó rút cái gì thôi chứ người nào mà chịu cho nó. May có con Sam, Sam vô đứng không được nhìn, có con Sam được, có con Sam vô chịu nổi, con chày chịu nổi luôn. Sam nó có kháng 80% rồi, vô con Sam nó trâu được. À, chết rồi. Má quằn uống tới được xấu luôn. Ngôi đó là lý do tại sao mà đây là một trong những lý do vì sao mà mấy ông kêu bị chán game mà tôi không bị chán, tôi ngồi coi vậy thích lắm mấy anh em. Thiệt, tôi ngồi tôi coi vậy có bao giờ tôi chán không? Đêm mà tôi ngồi coi, kể cả tôi ngồi tôi offline tôi không coi, tôi không quay video.